Hello các bạn, là mình đây, NTA Gaming và chào mừng trở lại với Mini World. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn xem một mẫu nhà khá là mới trên kênh của mình. Cái mẫu này thì mình cũng mới được mình nghiên cứu gần đây đây, tầm 1-2 ngày đây thì mình cũng nghiên cứu được mẫu nhà mới. Mình thấy nó cũng khá là đẹp, vậy nên là mình cũng quyết định là hướng dẫn các bạn xây luôn. Mình phải lưu các bạn trước là đây là mẫu nhà rất là lớn. Bạn nào mà có ý định là xây cho sinh tồn thì thôi, bỏ đi. Siêu nhiều vật liệu luôn đấy các bạn ạ. Mình xây bên sáng tạo lần đầu mình còn đến nạn nữa là. Ok, không dài dòng nữa, bắt đầu thôi. Để xây được căn này tốt nhất thì mình sẽ phải cách xa cái phần đường dây phát ra. Không tí nữa lấn vào thì chết. Mình sẽ bắt đầu với phần cột trụ chính nhá. Cái đoạn này mình sẽ kéo dài ra 20 block. Bộ xây nhà mình sẽ sử dụng đến máy chiếu điện hình để đo nhé. Yes sir. Vậy là đủ rồi. Mẫu nhà này sẽ kỳ lớn nên là phần cục này cũng phải lớn theo. Cái cách đúng chuẩn 5 ô 1 2 này, 3 4 5 6 để giữa được 5 ô, giữa đặt 5 ô này. Do là mình căn lệch, vậy nên là mình sẽ phải kéo hơi xuống tí. Rồi. Rồi mình sẽ lắp thêm một phần bên ngoài bên này nữa. Lắp sàn lại. Sàn mình sử dụng ở đây vẫn là ván, vẫn là gỗ có ạch dương ơi. Loại gỗ mà mình sử dụng rất là nhiều. Rất là đẹp lên cái lớp sẵn. Rồi, bên này mình sẽ làm phần cục này, thêm nốt này, thêm ít kính. Bên này cũng như thế vậy. Mình sẽ xây một lớp trước, tí nữa mình sẽ xây thêm sau. À, mình phải cảnh báo luôn là đây là một mẫu nhà có chiều cao một tầng rất lớn, 6 ô, vượt trội hẳn so với 5 ô mọi khi. Vậy nên là mọi người hãy lưu ý khi xây căn này nhé. Ok, đoạn này mình sẽ kéo dài ra 15 ô, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, bộ số nào cộng một đốc 15 ô là đủ rồi. Okay. Như lần trước mình có xây rồi, mình có đo là nhìn lần này có số đo 3 vòng là dài 39 mét, cao 25 mét và rộng 21 block. Nó cân độ rộng là siêu lớn. Cái mô tả nó như là mỗi mình chỉ biết là nó rất là lớn đấy các bạn ạ. Rồi, chúng ta hãy nhau đến bên này, đặt block đây. Lấy khối tôm xi măng, một pha đây. Xong rồi kéo ra chỗ này 6 ô. 4 ô rồi, 5 ô, 6 ô, 7 ô đi, vậy đẹp. Còn lại thì mình sẽ kéo ra đây, và từ đằng sau này kéo ra đây, 7 ô. Rồi, rồi đấy, còn lại là mình sẽ bao phần còn lại nữa thôi, là perfect. Rồi, thì đây sẽ là cái một phần bên này của nó. Mình sẽ cóp thêm lần bên này nữa. Bên này cũng là 15 block nhá. Giống hệt ở bên kia. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 block.
Đủ không nào? Đúng rồi. Kéo ra đây. Cái này nữa. Cái này mình sẽ kéo ra 15 ô. Nó sẽ cắt nhỏ đoạn này. Đó. Bên này cũng không khác gì bên kia đâu. Bên này không khác gì bên kia nhé các bạn. Cũng là 7 này. Bên này cũng 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kéo ra đây. Đi. Còn lại là mình sẽ làm một vài cách mà mình đã làm thực sự là không biết bao nhiêu lần rồi. Chính là copy cái lớp của nhà này lên nhiều lần. Như thế này nó sẽ tiết kiệm thời gian khổ cho mình luôn. Nó copy mình 6 lần đâu. Tính cả cái phần bên dưới nữa thì sẽ là 6 lần. Mình có vẻ mình chưa đủ. Mình lại hơi thiếu các bạn ạ. Vẫn còn thiếu cái phần đằng sau nữa, có cái cục lốc bên ngoài này hơi thiếu. Và mình sẽ kéo dài ra như thế này. Rồi lấy nhầm. Rồi sao chép, mình cũng sẽ sao chép này lên 5 lần, tức là cao 6 block các bạn. Và cái này nó chỉ sẽ sử dụng với nó cũng sẽ chỉ sử dụng cho cái nhà bên cạnh, cái tầng bên cạnh đây. Đây đúng không? Đúng rồi. 2, 3, 4, 5, 6. Vậy là đã xong được 6 block. Mình sẽ tiếp tục với một phần, mình sẽ tiếp tục với bên này. Bên này sẽ cao bạn nhá, hãy nhớ cái phần bên này mình sẽ cho cao lên tận 14 block, một chiều cao rất lớn. Bạn có thể hỏi, ủa thế làm để làm gì? Rồi sau đây bạn sẽ biết luôn. Nên là hãy xem những video nhé. Mình sẽ kéo xuống đây. Rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đủ 14 block chưa? Để mình xem. Oh yeah, 14 block rồi. Vậy là một bên đó của mình rồi. Mình sẽ được lớp, lớp cùng cho cái căn này nữa thôi. Là mình sẽ xong được tầng 1. Tầng 2 cũng rất dễ. Thực ra tầng 2 bên này nó cũng dễ hơn cả bên kia các bạn ạ. Cái là mình đánh giá là loại đây là một loại nhà xây khá là dễ. Các bước đều khá đều chỉ dừng lại. Các bước xây đều chỉ dừng lại những các bạn. Được cái lớn và bạn nào mà hay quên ý mà phải nhớ từng bước ở căn này thì đúng thật là một người luôn. Rồi. Tiếp tục xem bên này nữa. Đó. Bên này nữa. Rồi đặt xung quanh một lớp này. Đây sẽ là tầng 2 của cái bên này nhá. Gọi là phần bên phần thứ 2. Phần 2 nha các bạn. Rồi 35 block. Bên này 15 block, cột ở giữa 5 block, tổng 35 block. Quá
rồi. Còn lại mình sẽ chỉ việc copy lên thôi. Vẫn là 6 block nha các bạn. Rồi. Copy rồi. Rồi bắt đầu sao chép. 1 2 3 4 5 và 6. Vậy là chúng mình đã xong phần hôm nay. Chúng ta nhận được phần xin chào tay của căn nhà nhé. Đây, phần bằng bằng quanh đây. Cái phần bên này nó dễ. Phần bên kia nó cũng dễ thật. Ở giữa này bạn đổ ra hạt lốc nhé. Để làm cho cái đài nó đi qua lê luôn. Nhìn bên này thì bạn sẽ không thể dùng được cái cách của bên kia, bạn sẽ phải làm từng cái phần như này, nếu không nó sẽ trở thành một mớ hỗn độn bởi vì bên trong là rỗng hết mà. Đây, như kiểu thằng sau các bạn cũng làm cái quai cho cái đai, cũng làm cái phần cho đai của căn này rồi nó cũng ra sương sương hình dáng căn nhà rồi nhỉ. Còn lại tiếp tục thôi, đơn giản. Phần trên này thì dễ không khó, nó chẳng ra là siêu dễ. Phần trên này mình không, phần trên này nó không khác gì cái phần bên ở dưới. Rồi bên này nó cũng như vậy, nó có một cái phần đây, bạn nghĩ là mình để một tầng to như này á? Không đỡ, cái này sẽ là một tầng cộng với một cái tầng triệt nhỏ nhỏ nữa. Chứ bạn nghĩ mình lãng phí cả một tầng, một cái khu vực mình lãng phí hai, mình lãng phí một tầng góc. Không đỡ, mình không lãng phí đâu. Cho tí nữa mình nhân vạn nó dỡ nó đi xa đó đấy. Rồi mình còn rồi bên này cũng như vậy, mình sẽ kéo ra tí nữa mình xây. Rồi bên này cũng như vậy, nó sẽ là phần đai, đai cho cái đai và cho cái căn này. Nhìn sẽ đoạn này nó cũng giống như bên dưới đây, tầng ba cũng có một cái đai mà. Tầng trên này thì mình cũng sẽ làm hai phần hai bên thôi các bạn ạ. Cái phần bên này thì mình sẽ làm cách đây, cách ở trong bao block xong để ra đây. Ok,
kéo ra đây ba ô. Bên này cũng như vậy, ba ô. Bên này cũng sẽ cách ba đúng tận ba block nhá. Chính xác là vị trí này. Đặt vào một cái bên này. Đây, bên này nữa. Thì sẽ là một cửa sổ lớn. Đây sẽ là phần cái phòng nhỏ 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 ấy vậy. Thực ra nó phòng nhỏ thôi chứ thực ra nó lớn hết. To rồi, lố rồi. Bên này mình sẽ copy. Còn bên này mình sẽ để không nhé. Bởi vì là nhiều khi mình cũng lười. Với cả là bên này mình xây thêm cũng sẽ làm gì. Bạn thích thì bạn xây thêm ấy, tùy bạn. Một, hai, ba, bốn, năm. Cái phòng này mình làm bé đấy. Bên này to 5 block rồi. Còn lại là mình dò cho bên này đấy. Các bạn có thể sử dụng kính đen nhé. Mình lười lắm, không sử dụng kính đen đâu. Mình và mình cũng thấy sử dụng kính đen nhìn không hợp lắm. Kính trong suốt nhìn đẹp hơn, nó hơn hơn ý. Thì bạn sử dụng kính nặng rồi. Cái phần này, cái tầng này mình sẽ làm cái đai nữa. Cái phần này tổng có ba cái đai. Ba cái đai khá là lớn. Thực ra nếu bạn mà xây cái trần nó chỉ cầm block ấy, thì bạn cũng chỉ nên xây cái đai một block thôi. Mình xây quả trần cả dày 2 block. Dày khủng khiếp. Thì mình phải làm nó cái phần đai nó phải mới lớn như này. Chứ không thì nó sẽ bé bé xinh xinh ấy. Rồi, bạn nhìn ra dáng nhà chưa? Nó bắt đầu ra dáng nhà đấy. Bên này mình sẽ làm cái hàng rào bên trong nó an toàn. Rồi đó. Cái này bạn có thể làm thêm một cái mái nữa nhá, nhưng mình không thích làm mái thêm nhìn nó bị ngố tẩu. Cái này mình cũng móc mái thật nốt đâu. Đây, vậy là nó ra được một phần dáng nhà rồi. Còn lại là làm thêm quả hàng rào bằng lá bên ngoài nữa thôi. Vậy nữa là xong đấy. Và làm thêm hai cái, làm thêm cái sân nữa là xong rồi. Cái sân thì làm nhanh thật, cái bể bơi nó cũng nhanh lắm. Cái này là làm thôi, tất nhiên là mình sẽ phải lấy một vài loại đá khác để nó nhìn đẹp hơn, chứ không dùng cái đá không này nhìn xấu quá. Rồi chúng ta hãy cùng nhau vào đục một cái ổ đấy. Sẽ vào được trong căn này. Rồi, trong này thì mình sẽ phải làm một cái cầu thang đi lên. Nếu không thì bạn sẽ đi tính định đi lên với tầng này kiểu gì? 7 ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chính xác 6 block. Đặt lên một cầu thang này. Đặt mấy cái phía này.
cái này thì mình cũng sẽ chỉ đâu. Sai rồi. Ở đoạn cầu thang thứ hai thì bạn nhớ là để gian bên ngoài chia ra bên ngoài một góc nhé. Kéo cao lên tiếp. À như này sẽ là ok. Vừa đủ luôn. Một lúc để làm cái phần trần. Thế làm sàn thì để bố bạch dương như lớp cất bếp lên giường rồi. Ôi thôi không sao, mình cũng lớp không hiểu. Đây ở đây hiểu mấy lần ạ. À, thật đấy. Đôi khi mình phải ạ à thật đấy. Ạ thì mình luôn. Nhiều khi mình làm không nghĩ đến cái hậu, không nghĩ đến đoạn mình vẫn còn sử dụng nó và mình vứt luôn. Trời ơi, thế nó gọi là đằng. Bên này cầu thang lên trên tầng 3 ấy, nó khác gì so với cầu thang lên tầng 2 đâu. Nó không chắc một tí đây. Để nó đi lên tầng 3. Kính nữa nhá, để nhìn cho nó an toàn ấy, chứ không nhìn mình nguyện quá. Đó như này. Mình sẽ bật ra ba block và cả ba block luôn. Ở giữa thì mình sẽ lắp bằng gỗ vào. Bên này thì mình sẽ đục vào. Rồi, đục vào bên này một block. Bên này sẽ làm cái phòng ngủ cho ai đấy. Nhưng mà phòng của bé siêu như này thì ai mà ngủ được. Để cho người ta ngủ. Mình ngủ tầng dưới. Cái phòng lớn ấy. Rồi, nhảy xuống. Bạn cách đúng một ô đây nhá. Đúng một ô so với viền thì bạn ta không phải về này. Bên này cũng chết đây. Đục vào như này. Vậy là ta sẽ có được đối bạc bằng căn phòng rất là lớn. Bên này thì bạn cũng cách đúng một block so trên này nhá. Đây. Đục vào xong. Bên này cũng như vậy. Đầu vào một góc. Trên tầng chỗ này bạn có thể bạn tự làm cái như kiểu lầu riêng cho các bạn này. Bạn tự làm cho mình cái lầu riêng nhá, chứ mình không làm đâu. Đấy, mình sẽ để cho bạn tự làm. Mình sẽ làm thêm một phần sân nữa rồi là xong rồi. Phần sân sẽ chỉ có một bên thôi nha các bạn. Như kiểu trong hình thumbnail mà mình cho các bạn xem cả. Nó sẽ chỉ ở bên bên này. Nó không đối xứng đâu. Nên bạn nào bị OCD thôi, không nên xây. Rồi. Bên này mình sẽ lắp thêm một lần. Đây sẽ là cái một cây bên này cũng sẽ như vậy. Nhầm đúng như không sao. Thì nó lắp lắp lên là được. Không sợ. Bên này thì mình cũng giống bên kia đây. Xây lên dạng này.
chúng ta đã xong cái này nữa thôi. Bạn sẽ bị tan nhá. Từ đoạn này để ra mình 3 ôm. 3 lần 1 2 3 6 x 3 và bằng 18. Mà sẽ ra ra cho mình 18 phút nhé. Cái này thì bạn được cho mình 2. Để dư ra một đoạn để cho mình đi vào cái phần chỗ này. Sẽ đến cái để tìm hiểu được số lượng dưới gốc để mà cái này cũng thấy là khá lâu rồi đâu cái vít này cũng đã khá là dài này. Vậy nên là đoạn vẽ phơi thì mình sẽ cho bạn tự xây nhá. Mình cũng lười lắm, mình cũng phải làm nốt phần bằng việc mình nữa. Vậy nên là nếu mà vít video này cũng thấy hay thú vị, mình đừng quên cho mình một like và một subscribe nhé. Nó là một động lực để mình mỗi ngày mình làm video cho các bạn xem. Ok, xin chào và hẹn gặp lại những video lần sau. Bye bye.